Sở Văn hóa Thể thao đã tổ chức cuộc họp tiểu ban chuyên môn, tiểu ban lễ tân, ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8 năm 2022 với các sở ngành địa phương về công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đại hội. Theo dự thảo kế hoạch của Sở Văn hóa Thể thao, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 8 dự kiến diễn ra vào tối ngày 4 tháng 6 năm 2022 tại quảng trường 27 tháng 4 thành phố Bà Rịa. Chương trình gồm các tiết mục đồng diễn thể thao, nghệ thuật, ánh sáng, diễu hành giới thiệu các đoàn vận động viên tham dự đại hội, nghi thức thắp lửa truyền thống, lãnh đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo, các vận động viên trọng tài tuyên thệ, trình chiếu video về thể thao Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, vào sáng ngày 3 tháng 6, tỉnh sẽ tổ chức nghi thức dâng hương, xin lửa rước đuốc truyền thống từ tượng đài chiến thắng Bình Giã, huyện Châu Đức về nhà tròn thành phố Bà Rịa. Nghi thức xin lửa rước đuốc từ nhà tròn tới quảng trường 27 tháng 4 sẽ được ghi hình tư liệu để trình chiếu tại lễ khai mạc. Tại cuộc họp ban công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đại hội, đại diện các tiểu ban, các sở ngành địa phương đã thảo luận đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức, trong đó chi tiết hóa từng nhiệm vụ mà mỗi đơn vị đảm nhận để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công.